Với những người bệnh bị suy thận mãn tính thì lọc máu là phương pháp sẽ phải thực hiện gần như suốt đời, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tài chính gia đình. Phụ nữ trong thời gian suy thận rất hiếm người có thể mang thai và sinh con thành công. Tuy nhiên, các bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy vào sáng nay đã vui mừng thông báo lần đầu tiên ở tại thành phố Hồ Chí Minh, một sản phụ suy thận mãn đã sinh con an toàn nhờ lọc máu và thậm chí là cháu bé phát triển hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh. Bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, trưởng khoa thận nhân tạo Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sản phụ sinh năm 1983 nhập viện khi thai được 10 tuần tuổi. Lúc này chị mới biết là mình bị suy thận mãn. Các bác sĩ đã cho lọc máu chạy thận nhân tạo 6 lần một tuần với chế độ đặc biệt, thay vì 3 lần một tuần như bình thường, đồng thời sử dụng nhiều loại thuốc đặc biệt, theo dõi chặt chẽ biến đổi của sản phụ. Đến thai kỳ tuần 29, sản phụ sinh non một bé trai chỉ nặng vẻn vẹn 850g tại Bệnh viện Từ Dũ. Sau 2 tháng được chăm sóc, cháu bé đã tăng lên 1,9kg. Đến nay cháu bé đã phát triển bình thường và chưa có bất kỳ dấu hiệu bất ổn nào. Đây là trường hợp sản phụ suy thận mãn đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh giữ được thai, sinh con và khỏe mạnh tính đến thời điểm này. Thưa quý vị, thông thường khi mà phụ nữ suy thận thì sẽ rất khó giữ được thai nhi, có thể bị sảy thai hoặc quá mệt mỏi, sức khỏe yếu, buộc phải bỏ thai. Trong trường hợp này, khát khao làm mẹ quá lớn nên gia đình và sản phụ đã mong giữ được thai nhi, đồng thời vẫn lọc máu. Các bác sĩ khoa thận nhân tạo Bệnh viện Chợ Rẫy thì đã có một chế độ đặc biệt khi miễn chi phí lọc máu và thuốc điều trị với một mục tiêu duy nhất, giúp cho mẹ và con cùng sống và khỏe mạnh. Và các bác sĩ đã thành công. Vâng, và đây là ca đầu tiên tính đến thời điểm này ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó thì tôi có biết là ở tại Bệnh viện Bạch Mai vào tháng 9 năm 2015 và tháng 3 năm 2016 thì cũng đã thực hiện việc lọc máu và sinh con thành công cho hai sản phụ bị suy thận mãn. Có thể nói là y học tiếp tục đang làm nên điều kỳ diệu cho con người, nhất là cho khát khao được làm mẹ của những người phụ nữ vốn thiếu may mắn vì bệnh tật.